Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tri ân trong dịp này. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động và vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh với số tiền ủng hộ là trên 640 triệu đồng. Về công tác thực hiện chính sách, 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã lập hồ sơ, thẩm định, giải quyết cho 1.756 lượt người có công và thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi, thực hiện điều dưỡng theo niên hạn cho 1.306 người có công, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 14.000 người có công, cựu chiến binh, quân nhân, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, tập trung duy tu, nâng cấp, sửa chữa, quản lý các công trình ghi công, phục vụ viếng thăm của thân nhân liệt sĩ, hoàn thành việc quét thông tin liệt sĩ, đưa 17 nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lào Cai vào hoạt động trên cổng thông tin điện tử về liệt sĩ quốc gia, thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, nhân dân cả nước tra cứu tìm hiểu. Riêng trong dịp 27 tháng 7 sắp tới, cấp tỉnh sẽ tổ chức hai đoàn đại biểu dâng hương viếng nhà bia tưởng niệm Bác Hồ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Lào Cai và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Tổ chức 9 đoàn đại biểu của tỉnh đến thăm tặng quà 55 hộ gia đình người có công tiêu biểu, chọn cử 6 thương binh nặng tham dự hội nghị biểu dương thương binh tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức dịp 27 tháng 7. Thời gian qua, huyện Bảo Yên đã dành nhiều sự quan tâm đến các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Trong đó, việc hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho người có công đã được huyện hoàn thành, đảm bảo cuộc sống ổn định cho các đối tượng. Cụ thể, hết năm 2018, huyện Bảo Yên đã hỗ trợ nhà ở cho 882 hộ người có công khó khăn về nhà ở, theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 404 hộ xây mới, 478 hộ thực diện sửa chữa. Tới thời điểm này, cơ bản trên địa bàn huyện không còn hộ gia đình người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng phải ở nhà tạm. Hàng năm, để có thêm nguồn lực, cùng với nhà nước chăm lo hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở, huyện Bảo Yên đã đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân chăm sóc gia đình người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân đồng lòng hưởng ứng thông qua nhiều phương thức vận động huy động. Cùng với việc hỗ trợ nhà ở, hàng năm vào các dịp lễ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Từ năm 2015 đến nay đã thăm hỏi và trao tặng trên 7.000 suất quà với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Việc quan tâm hỗ trợ này thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và thân nhân người có công. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm quán triệt kịp thời những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan đến hoạt động quản lý trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu nội dung các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động Internet, trò chơi điện tử công cộng, thuê bao di động trả trước. Cụ thể là Luật Tiếp cận Thông tin năm 2016 và Nghị định số 13 ngày 23 tháng 1 năm 2018 hướng dẫn thực hiện Luật Tiếp cận Thông tin, Nghị định số 27 ngày 1 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Luật An ninh mạng và văn bản hướng dẫn. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, hỗ trợ nhau với kinh nghiệm quản lý chuyên ngành. Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức là một trong những giải pháp giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong đơn vị và cán bộ công chức ở các phòng văn hóa thông tin các huyện, thành phố, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về thông tin truyền thông, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với chủ đề vì lợi ích đoàn viên công đoàn, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đem lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, huy động được sự tham gia của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp hỗ trợ, động viên, tặng quà cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Qua đó góp phần chia sẻ, động viên,
tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các ngày Tết đối với công nhân viên chức lao động toàn tỉnh nói chung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Công đoàn một số cơ quan doanh nghiệp đã hỗ trợ vé xe cho trên 2.000 đoàn viên công nhân về quê ăn Tết với tổng số tiền là trên 2 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức bữa ăn ca tại các doanh nghiệp đối với người lao động. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình dốc, thiếu nước canh tác, phát triển chăn nuôi được xem là một hướng đi đúng đắn tại vùng cao Lùng Khấu Nhiên, huyện Mường Khương. Trên thực tế, địa phương này cũng đã khai thác được giá trị của các vật nuôi bản địa như lợn đen, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, chăn nuôi tại địa phương này đã có những bước chuyển đáng kể theo hướng tích cực. Nhờ chọn đúng vật nuôi, thay đổi phương thức sản xuất và tận dụng những chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng bào các dân tộc ở xã vùng cao Lùng Khấu Nhiên kỳ vọng sẽ thoát nghèo nhanh và bền vững. Con trâu, con bò là tài sản quý, là đầu cơ nghiệp của bà con nhân dân vùng cao. Và nếu như trước kia, mỗi hộ gia đình ở Lùng Khấu Nhiên chỉ nuôi từ 1 đến 2 con bò để lấy sức kéo, thì nay đàn vật nuôi đã được tăng lên đáng kể về số lượng, thành hàng hóa để giảm nghèo. Cách chăm sóc đàn đại gia súc của bà con cũng có nhiều thay đổi. Thay cho việc thả rông gia súc trên nương, trên đồi như trước kia, mỗi hộ dân đã xây dựng được những chuồng nuôi nhốt hợp lý như thế này. Thay đổi nhiều quá, trước là coi như là thả rông, có con nó lại lăn đồi, có con nó lại lăn xuống hố rồi. Bây giờ là coi như là mình chăn dắt, xong lại chỗ nguy hiểm mà mình không nên thả đi. Đấy. Còn điều thứ hai nữa, bây giờ là nhà nước quan tâm cho vay vốn rồi, còn trồng cỏ voi nữa. Bây giờ là đương nhiên là nó năng suất hơn. Bên cạnh việc thay đổi quy mô chăn nuôi, cũng đã có những nông dân ở Lùng Khấu Nhiên mạnh dạn đầu tư vào các vật nuôi mới, thử nghiệm để tìm tòi hướng đi riêng. Mô hình chăn nuôi của anh nông Đức Khải, thôn Na Cạp là điển hình tiêu biểu. Năm nay anh Khải đã mạnh dạn đầu tư nuôi nhốt thử nghiệm giống hươu nai sinh sản, với kỳ vọng đây sẽ là một hướng đi cho hiệu quả kinh tế cao. Bây giờ cũng tìm tòi vào huyện, vào khuyến nông huyện xuống tỉnh tìm. Qua thời gian đấy thì cũng có một ít tìm tòi thì cũng có đã tìm thấy và gọi là cũng nhu cầu thì cũng tìm được rồi. Xong là bây giờ thì có nuôi 1, 2, 3, 4 con hươu ấy, nai ấy, thì nuôi để thử xem là nếu mà tốt thì mình phát triển thêm, nếu không tốt thì là mình lại thay đổi hoặc là mình tìm tòi cách như thế nào, kỹ thuật như thế nào để mình thay đổi. Bên cạnh sự chủ động của người dân, xã Lùng Khấu Nhiên cũng nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình dự án giảm nghèo để phát triển chăn nuôi, đặc biệt là dự án ngân hàng bò do Hội Chữ thập đỏ thực hiện. Những con giống tốt được trao tận tay các hộ dân là trao thêm cho họ cơ hội thoát nghèo. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ con giống và kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi sẽ tiếp thêm động lực để bà con nông dân đầu tư mạnh vào chăn nuôi. Theo cái dự án của họ đưa vào cho bà con nhân dân thì họ cũng có cái phương thức, đặc biệt là cho khuyến nông về hướng dẫn cho bà con nhân dân về cái cách về cái kỹ thuật chăn nuôi để cho bà con nhân dân vận dụng vào cái kỹ thuật đó để chăn nuôi, để làm sao đảm bảo đấy cái phát triển kinh tế và đồng thời là phát triển đàn lợn cũng như là đàn bò theo cái dự án mà họ đã đưa vào cho bà con nhân dân phát để chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn vật nuôi của Lùng Khấu Nhiên đã tăng mạnh, trong đó đàn đại gia súc trâu bò là 1.300 con. Xã Lùng Khấu Nhiên kỳ vọng với sự chủ động của người nông dân trong chăn nuôi sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo của địa phương. Tuy nhiên, do địa bàn hẹp, quỹ đất dành cho việc làm chuồng trại chăn nuôi chưa nhiều, nên địa phương này cũng cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.